Đặc biệt trong ngày hôm nay, gia đình Bến Sông Mây có thể nói là cái chữ chào mừng hay là ra mắt hai tác phẩm, đó là tuyển tập Bến Sông Mây 2 cũng như là CD Tình Khúc Bến Sông Mây. Và chúng tôi xin mời anh Huỳnh Vũ Hoàng Tuấn là người trong ban biên tập tuyển tập Bến Sông Mây 2 nên có đôi lời với anh chị em. Xin mời anh Huỳnh Vũ Hoàng Tuấn. Quý thân hữu, cùng anh chị em thành viên Bến Sông Mây và gia đình, lời đầu tiên tôi xin mạn phép được tự giới thiệu, tôi tên là Huỳnh Vũ Hoàng Tuấn. Đêm nay tôi đại diện cho Bến Sông Mây để giới thiệu với quý vị tuyển tập mới của Bến Sông Mây năm 2011. Đó là tuyển tập 2 của Bến Sông Mây. Nhân dịp này tôi xin chân thành cảm ơn ban biên tập, ban layout cùng 47 thành viên của Bến Sông Mây đã đóng góp bài vở, ý kiến xây dựng cũng như tài chính cho tuyển tập 2 này. Đơn cử những anh chị em đã đóng góp tích cực như anh Trần Đại, trưởng nhóm layout, Dốc Mơ, Thi Linh, Quỳnh Hương, Thiếu Phụ, Trần Văn Lương, Mạc Đăng Sơn, Dân Chu, Khiếu Long. Kính thưa quý vị, tuyển tập 2 Bến Sông Mây là một tập sách chọn lựa các bài thơ, văn, truyện, hát nói, các bài tưởng niệm cho các thành viên của bến đã ra đi. Tuyển tập 2 này ngoài cố gắng bảo tồn văn hóa Việt còn là nơi ghi lại những kỷ niệm vui buồn và cũng là phương tiện để giảm bớt những hệ lụy cơm áo của đời sống này. Khi đọc tuyển tập Bến Sông Mây 2, quý vị sẽ tìm thấy những bài sáng tạo từ những con tim yêu văn hóa và những hình ảnh sinh hoạt thân thương của gia đình Bến Sông Mây. Điển hình là các cuộc hội ngộ, họp mặt của các thành viên Bến Sông Mây. Xin quý vị hãy đón nhận đứa con tinh thần thứ hai này của gia đình Bến Sông Mây như là một món quà kỷ niệm. Và mai này, mỗi lần mở từng trang sách, quý vị sẽ có được những giây phút thân tình để nhớ về gia đình Bến Sông Mây. Xin kính chào quý vị. Xin được cảm ơn Huỳnh Vũ Hoàng Tuấn. Và thưa quý vị, như chúng ta đã biết là tôn chỉ mục tiêu của Bến Sông Mây rất là rõ ràng. Chúng tôi là những người yêu chuộng thơ văn, chúng tôi đóng góp thơ văn ra để như chia sẻ những cảm xúc của ta và những nguồn cảm hứng của ta trong cuộc sống, thế thôi. Chúng tôi không dùng diễn đàn Bến Sông Mây để làm một cái diễn đàn tranh cãi về chính trị hay là tâng bốc cá nhân nhau. Bến Sông Mây là Bến Sông Mây và chúng tôi là những người yêu chuộng thơ văn, thế thôi. Và chúng tôi xin được giới thiệu người sáng lập ra Bến Sông Mây, anh Châu Thái Lê có đôi lời cảm ơn với chúng ta. Xin mời anh Châu Thái Lê. Xin kính chào quý vị quan khách, quý vị hội đoàn, quý vị thân hữu và các anh chị em thành viên. Chúng tôi xin đại diện cơ quan điều hành quốc gia Bến Sông Mây xin gửi đến quý vị lời chào mừng nồng nhiệt và sự cảm ơn chân thành nhất để cho chương trình sớm được mở đầu. Tôi xin gửi lời cảm ơn đến anh chị em trong ban tổ chức, anh chị em trong ban biên tập của tuyển tập 2 Bến Sông Mây. Và sau đó xin cảm ơn đến bà quả phụ của cố thi sĩ Phạm Sĩ Trung, một thành viên đàn anh của Bến Sông Mây. Và để chương trình được mở đầu, chúng tôi cũng xin tất cả anh chị em thành viên đều hướng tấm lòng về những thành viên đã ra đi. Đó là anh Trần Tự Giác, bút hiệu là Đập Cung Cầu Bại, anh Phạm Sĩ Trung và chị Thường Nhiên. Chúng tôi xin kính chúc quý vị một đêm họp mặt vui vẻ và thân tình. Xin chào. Xin được cảm ơn anh Châu Thế Lê. Anh Châu Thế Lê là người sáng lập ra Bến Sông Mây của chúng tôi. Và cho tới nay thì chúng tôi xin đôi lời giới thiệu và những người nào độc thân, anh Châu của Thế Lê của tôi năm nay mới 42 tuổi vẫn còn độc thân, là người nào muốn liên lạc xin đề Lê Thái Châu bó tay .com. Và thưa quý vị, người cùng điều khiển chương trình của chúng tôi đêm hôm nay đó là cô Linh Vy.
Và xin mời cô Linh Vy bước lên sân khấu. Xin chúng ta chào đón Linh Vy và một tràng pháo tay. Xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả. Và Linh Vy rất là hân hạnh ngày hôm nay được góp mặt trong chương trình Đêm Hội Ngộ Bến Sông Mây năm 2011. Và Linh Vy đã được thân hạnh được đảm nhận vai trò cô MC bên cạnh anh Khiếu Long. Anh Khiếu Long, Linh Vy và thay mặt ban tổ chức xin được một lần nữa cảm ơn và chào mừng sự hiện diện đông đủ của tất cả quý vị quan khách cũng như những thân hữu đã đến với đại gia đình Bến Sông Mây. Và cũng mong là quý vị hãy cùng ở lại vào những giờ phút chót với chương trình, bởi vì chương trình sẽ có những tiết mục rất là đặc sắc. Ngoài những món ăn ngon mà nhà hàng sẽ đưa ra thì quý vị sẽ thấy là một màn văn nghệ được rất là công phu của tất cả các anh chị em trong gia đình đại Bến Sông Mây. Và ngoài ra cái phần mà lý thú nhất là chúng ta sẽ có phần sổ số, phần bốc thăm có quà tặng, và cuối cùng sẽ là màn dạ vũ. Mời quý vị hãy cùng chung vui với gia đình Bến Sông Mây để mở